vị, như vậy là tuần đầu tiên của tháng 5 thì thị trường chứng khoán Việt Nam cũng đã có những diễn biến khá là tích cực với chỉ số tăng 4 phiên liên tục, và hiện tại thì VN-Index đang ở mốc 606 điểm. Tuy nhiên so với những cái thanh khoản vẫn còn khá là bất ổn thì tâm lý của các nhà đầu tư vẫn còn rất nhiều thận trọng. Và để trao đổi nhiều hơn cũng như cung cấp cho quý vị những thông tin cho các phiên giao dịch trong tuần tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục trò chuyện với anh Huỳnh Anh Tuấn, là tổng giám đốc của công ty chứng khoán SJC. Xin chào buổi sáng anh Tuấn. Thưa anh, trong cái chương trình bản tin tối ngày hôm qua đó thì anh cũng có chia sẻ một số những cái yếu tố mà khiến cho các nhà đầu tư cần phải thận trọng trong những cái phiên giao dịch tháng 5 này, bao gồm những cái việc như là chỉ số PMI hay là GDP có thể là tăng trưởng không đạt như kỳ vọng. Ngoài ra thì những cái diễn biến về biến đổi khí hậu thì nó cũng khá là phức tạp trong tình hình hiện nay. Như vậy thì đối với riêng cái nhóm ngành thủy sản thì anh có nghĩ rằng là về mặt tâm lý nó có thể là có ảnh hưởng, và từ đó nó sẽ có một ảnh hưởng nhất định nào đó lên thị trường chứng khoán nói chung hay không? Tôi cho rằng chúng ta thấy nhìn cái việc các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản, tôi nhìn về cái lợi nhuận hầu như của đa số cái doanh nghiệp thì cái lợi nhuận quý 1 hầu như không được khả quan. Và với cái tình hình như hiện tại thì tôi cho rằng là cái khả năng lợi nhuận quý 2 nó cũng không quá tốt so với những cái như kỳ vọng của nhiều nhà đầu tư. Trước đó thì chúng ta thấy hầu như là chúng ta thấy có rất là nhiều cái thông tin rất là tốt về những ngành thủy sản, giống như về việc là giá cá nguyên liệu tăng rất là mạnh, rồi do biến đổi thiên tai, hạn hán, rồi hàng loạt cái yếu tố khác làm cho cái nguồn cung của cái mặt hàng cá này hầu như bắt đầu có dấu hiệu khan hiếm. Nhưng mà điều đó thông qua cái lợi nhuận với doanh nghiệp thì hầu như chúng ta không có, tôi nghĩ là không có nhiều cải thiện. Vâng. Có lẽ là do các nhà nhập khẩu nước ngoài họ cũng có thể là họ sẽ có những cái sự đánh giá về các doanh nghiệp xuất khẩu chúng ta, do cái điều kiện môi trường chẳng hạn, hàng loạt cái yếu tố khác mà họ đưa vào buộc các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản họ phải tuân thủ, thì điều đó tôi cho rằng là có lẽ là cái chi phí của họ tăng lên và dẫn đến cái hiệu quả hoạt động kinh doanh có thể kém lạc quan trong quý 1. Vâng, và nói đến tình hình doanh nghiệp nói chung á, và doanh nghiệp niêm yết thì vừa rồi đương nhiên là qua cái cuộc họp với Thủ tướng cũng như với Chính phủ thì cũng đã có những cái chính sách mà có thể là sẽ thuận lợi hơn cho doanh nghiệp chúng ta nói chung. Và trải qua những cái kỳ đại hội cổ đông trong quý 1 vừa rồi thì rất là nhiều doanh nghiệp niêm yết cũng đã có những kế hoạch, thứ nhất là nới room khối ngoại, thứ hai là tăng vốn để mà thông qua cái việc phát hành cổ phiếu. Như vậy thì cái quan điểm của anh dựa trên những cái kế hoạch tăng vốn cũng như là kế hoạch nới room của các doanh nghiệp mà nói chung thì nó sẽ mang cái yếu tố tích cực nhiều hơn hay là nó sẽ có những cái phản ánh ngược nào đó? Hiển nhiên chúng ta thấy cái thông tin room là một cái thông tin mà chúng ta nói rất là nhiều và kỳ vọng cũng rất là nhiều. Nhưng mà quan điểm của tôi rõ ràng cái thông tin room nó phải đi xuất hiện đúng thời điểm và đúng nhu cầu của nhà đầu tư nước ngoài. Vâng. Có lẽ chúng ta phải hình dung rằng là chúng ta chỉ bán cái gì mà nhà đầu tư cần, giống như thông tin room cũng vậy. Khi nhà đầu tư nước ngoài họ cần chúng ta mở room rất là nhiều và họ chuẩn bị hàng loạt các kế hoạch để sẵn sàng bơm tiền vào thị trường chứng khoán Việt Nam, sẵn sàng mua cổ phiếu của trên thị trường Việt Nam. Nhưng mà ngược lại thì chúng ta lại đi quá chậm. Và tôi cũng nhiều lần nhắc tới cái thông tin này, nếu như chúng ta đi chậm thì nhà đầu tư nước ngoài họ không chờ chúng ta. Và trên thị trường thế giới hiện nay có rất là nhiều thị trường chứng khoán, và cái mức độ cạnh tranh giữa các thị trường chứng khoán trong khu vực và giữa các nước với nhau cũng rất là quyết liệt. Và vì thế cho nên là họ không chờ chúng ta thì họ lại phải thay đổi kế hoạch. Mà khi họ thay đổi kế hoạch thì họ lại chuyển cái danh mục họ đầu tư qua một cái nước khác. Thì dù đó chúng ta có mở room đi nữa thì chúng ta có chào mời họ nữa thì hầu như là chúng ta đã trễ một nhịp. Thì tôi cho đó là một cái thông tin mà chúng ta cần phải làm ngay thời điểm và quyết liệt. Chứ còn nếu như với cái tình trạng như hiện nay, tôi cho rằng là giống như hiện nay cái nhu cầu nhà đầu tư nước ngoài họ rất là thấp, và chúng ta mở room hiện nay thì cái mức độ đó tôi cho rằng là nó không ảnh hưởng lớn đến thị trường chứng khoán. Vâng. Và thậm chí những cái doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài họ cần thì chúng ta lại không mở. Còn những doanh nghiệp mà họ chả cần mua
thì họ chúng ta lên mở thì tôi nghĩ là nó phản tác dụng và nó cũng chả mang ý nghĩa gì. Đặc biệt thì chúng ta thấy cái tôi nhìn trên cái cục diện chung của thị trường thì tôi nghĩ là cái dòng tiền tham gia thị trường hiện nay ở mức không quá dồi dào, không quá tích cực. Nếu như cái việc hàng loạt các doanh nghiệp mà đưa ra những cái kế hoạch phát hành trong thời gian sắp tới thì nó sẽ hút lượng tiền rất là lớn trên thị trường. Và chúng ta biết hiện nay có rất là nhiều cái doanh nghiệp hầu như là họ giao dịch ở cái mức giá rất là thấp, thậm chí còn thấp hơn mệnh giá. Và tôi chưa hiểu và họ đặt vào cái kỳ vọng gì họ có thể phát hành được thành công với giá 10.000. Vâng. Và đây là một cái có thể nói là một cái nghịch lý rất là lớn, và nhiều nhà đầu tư, thậm chí nhiều chuyên gia họ đặt rất là nhiều câu hỏi tại sao họ có thể phát hành thành công. Trong khi chúng ta thấy là toàn bộ danh sách những cái cổ đông cũ họ đang nắm cổ phiếu của một cái doanh nghiệp nào đó và họ nắm, họ giữ rất là, thời gian rất là dài. Nhưng mà khi chúng ta phát hành thêm thì hầu như họ không tham gia. Mà ngược lại chúng ta lại phát hành cho một số cổ đông nào đó, họ lại tham gia với mức 10.000. Trong khi giá cổ phiếu giao dịch thị trường chỉ có 6-7.000. Thì nhiều nhà đầu tư họ đặt câu hỏi tại sao 6-7.000 anh mua, anh lại mua 10.000. Thì tôi cho đó là một cái mà các cơ quan quản lý chúng ta cũng cần phải xem xét. Cái việc là liệu rằng chúng ta đang đi một cái bước theo kiểu là ban đầu chúng ta phát hành cho cổ đông hiện hữu, sau đó rồi cổ đông hiện hữu không mua, chúng ta lại bán cho một cái 2-3 cái đối tượng nào đó. Thì hiện nay trên thị trường thì họ cứ đồn với nhau rằng là những đối tượng này chắc chắn sau đó họ sẽ dùng nhiều kịch bản, nhiều cái thủ thuật khác nhau để họ có thể làm sao để phân phối được cái cổ phiếu này. Thì vâng, tôi cho đó là một cái rất là nguy hiểm cho thị trường hiện nay. Vâng, là nhìn bề ngoài thôi, thì nếu như mà không xem xét kỹ thì các phương án phát hành thêm cổ phiếu thì nó chỉ làm loãng thị trường cũng như nó làm giá cổ phiếu của cái doanh nghiệp càng ngày sẽ càng giảm, bởi vì là muốn mua cổ phiếu doanh nghiệp thì quá là dễ dàng bởi vì nó được phát hành rất là nhiều trên thị trường. Vâng, cảm ơn anh Tuấn rất nhiều. Vâng. Và thưa quý vị, vừa rồi thì anh Huỳnh Anh Tuấn, tổng giám đốc công ty chứng khoán SJC cũng đưa ra những cái ý kiến phân tích dành cho quý vị tham khảo, và cùng với những cái quyết định của riêng mình thì hy vọng là quý vị sẽ có những phiên giao dịch thành công trong tuần tới. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Thưa quý vị, ngay sau đây Tú Trinh sẽ điểm qua các thông tin chính của bản tin Cà phê Sài Gòn ngày hôm nay. Báo cáo từ ngân hàng HSBC cho biết, trái với tình hình ảm đạm trong khu vực, chỉ số nhà quản trị mua hàng PMI của Việt Nam trong tháng 4 đã tăng lên 52,3 điểm, đạt mức cao nhất trong 9 tháng vừa qua. Nguyên nhân là do sản lượng sản xuất, số đơn hàng mới và đơn hàng xuất khẩu tăng mạnh. Nguồn tin từ một số cơ quan báo chí cho hay, các ngân hàng thương mại sẽ không được mở rộng mạng lưới một thời gian nếu lách trần lãi suất tiền gửi đối với đô la Mỹ hiện nay là 0% một năm. Đây là chế tài cao nhất của ngân hàng nhà nước dành cho các nhà cho vay lách trần lãi suất bị cơ quan thanh tra, báo chí hoặc người dân phát hiện. Trần lãi suất đô la Mỹ đã bị kéo về 0% từ cuối tháng 9 năm ngoái, và cùng với xu thế tăng dần của lãi suất suốt từ cuối năm 2015 đến nay, khu vực huy động vốn bằng đô la Mỹ của các ngân hàng đang gặp áp lực không nhỏ. Trong khi người tiêu dùng Việt Nam tin tưởng vào chất lượng rau quả Thái Lan, thì mới đây, hệ thống cảnh báo thuốc trừ sâu của nước này gọi tắt là Thai Pan cho biết có đến 57,1% rau quả được Văn phòng Quốc gia về sản phẩm nông nghiệp và tiêu chuẩn thực phẩm Thái Lan dán nhãn quy công nhận đạt chất lượng bị phát hiện chứa chất độc hại vượt mức an toàn. Bên cạnh đó thì có đến 25% sản phẩm hữu cơ cũng chứa dư lượng hóa chất vượt tiêu chuẩn cho phép. Hôm nay 6 tháng 5, đại hội lần thứ 7 Đảng Lao động Triều Tiên chính thức khai mạc sau 36 năm, đánh dấu sự kiện lịch sử hiếm hoi của chính trường Triều Tiên. Chương trình chi tiết của đại hội lần này không được công khai. Tuy nhiên, mục tiêu chính của đại hội dự kiến sẽ tập trung củng cố quyền lực cho nhà lãnh đạo tối cao và duy trì quyền điều hành đất nước của nhiều thế hệ trong gia đình ông Kim Jong-un suốt 7 thập kỷ qua. 4 tháng đầu năm, khách du lịch đến Cuba đã đạt 1,5 triệu lượt, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong số đó, thì số du khách Mỹ tăng 93%. Trước tình hình khách du lịch đến đảo quốc này tăng nóng, Bộ trưởng Du lịch Cuba thông báo có 3 khách sạn mới đang được xây dựng, một số khác đang trong quá trình nâng cấp. Bên cạnh đó, sân bay Havana cũng đang trong kế hoạch mở rộng. Đến đây thì bản tin Cà phê Sài Gòn ngày 7 tháng 5 trên kênh FBNC cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin mời quý vị hãy tiếp tục ghé thăm trang website của FBNC tại địa chỉ www.fbnc.vn để có thêm nhiều thông tin cũng như các chương trình khác trên kênh FBNC.
Còn bây giờ Tú Trinh xin chào tạm biệt quý vị và chúc quý vị có những ngày nghỉ cuối tuần thật thoải mái.